khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, nêu cao tinh thần cảnh giác, hy sinh quên mình cho Tổ quốc. Đây là những lời hứa quyết tâm của cán bộ chiến sĩ tại buổi lễ động viên, tiễn đoàn công tác đi làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức vào chiều hôm qua tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào chiều qua trước giờ lên tàu ra đảo. Bó hoa của người thân trao tặng, cái bắt tay siết chặt của các bạn trẻ tạm chia xa nhau tại trên cầu cảng Cam Ranh. Và cùng với đó là những ánh mắt, nụ cười háo hức chờ đợi của nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu được ra với đảo Trường Sa. Em cảm thấy rất tự hào khi là một người lính hải quân được ra Trường Sa làm nhiệm vụ của đơn vị được giao. Với nhiều người ở các cơ quan dân sự thì đây là lần đầu ra với đảo. Nhưng đối với cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc vùng 4 hải quân, trong đó có nhiều con em là người Nghệ An, thì thời gian quân ngũ của các anh đều gắn liền với Trường Sa. Ngoài trách nhiệm của người lính, các anh luôn coi đây là niềm tự hào của bản thân, bởi đã góp một phần sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Một cái niềm vinh dự, một tự hào thực hiện một cái nhiệm vụ đặc biệt trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Năm nay là năm thứ 5 thực hiện nhiệm vụ ở ngoài quần đảo Trường Sa. Mỗi lần đi thì vào dịp cuối năm này là sóng gió rất chi là to, cũng rất chi là anh em đồng đội rất chi là đoàn kết gắn bó, đi trên tàu giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình hành trình ở trên biển và thực hiện tốt cái nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Quần đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Bảo vệ đảo, giữ trọn lãnh hải chính là nhiệm vụ của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Hôm nay các anh ra với đảo, đến với quân dân đang công tác, sinh sống nơi đây để cùng chung sức, đồng lòng xây dựng, củng cố vững chắc chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc.